giá hiện tại WinX như thế nào rồi? WinX thì hôm nay giá của nó chỉ dao động từ 32 triệu tới 35 triệu, tùy từng phiên bản. 32 triệu là đối với bản CBS. Rồi. Còn 35 triệu là đối với bản ABS ạ. Rồi, như cụ thể con này là 35 triệu này ha. Dạ đúng rồi. Đó, mình thấy là nhiều nơi họ vẫn còn bán là 38, 39 triệu. Thì mình thấy cái giá này cũng hơi cao nha. Còn đây là 35 là cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Anh em là quan tâm thì liên hệ với cửa hàng nha, 35 triệu. Với lại nếu mọi người mà thích WinX này thì mọi người lấy WinX, BM sẽ hỗ trợ tặng điện thoại A04S cho mọi người nhé. Wow. Là mình mua xe WinX sẽ có điện thoại mang về luôn. Là mình mua chiếc xe này mình có cơ hội trúng hay là chắc chắn là sẽ trúng? Chắc chắn là sẽ có ạ. Là mua chiếc xe này là có luôn cái điện thoại luôn. Dạ đúng rồi. Chắc chắn trúng chứ không phải là có cơ hội nữa. Dạ đúng rồi. Ngon lành nha. Xem chút em cũng bị đánh lừa luôn rồi anh chị. Nhìn chữ y chang Honda luôn. Nhưng mà nó là Honda nha. Honda. Rồi. Ok, Ngô Nguyễn xin chào anh chị các bạn nha. Hôm nay thì em trở lại bên anh Phát lại cập nhật giá xe mới nhất cho mọi người luôn. Thì đây là cái dòng Supreme hàng liên danh. Được trong thời gian qua anh em mình cũng hỏi bên nhân viên rất là nhiều luôn á. Thì mình cũng nghe bạn hỏi nhân viên bên cái hàng thằng Phát báo lại là nhiều anh chị các bạn hỏi dòng Rim rất là nhiều luôn. Hiện tại là cửa hàng cũng rất là nhiều cái dòng này luôn. Nên là anh em nào mà quan tâm thì có thể là đến với cửa hàng để bưng con xe này về nha anh chị mình ha. Nhìn cũng rất là đã luôn, y như Rim của Honda luôn anh chị, y chang luôn. Nhìn kỹ lắm thì mình mới biết thôi chứ nhìn sơ sơ thoáng qua là không có nhìn ra được là cái dòng liên danh nào mới luôn á. Còn cái bên các bạn nếu như mà em che cái biển cái chữ Future lại nè, với lại em thay đổi cái mặt nạ thành cái mặt nạ quay Thái thì mọi người thấy là y như cái dòng quay Thái luôn. Rất là đẹp, nhưng đây là Future được sơn màu lên. Sơn màu như thế này thì mình cũng cộng thêm có 1,5 triệu à, mình nhìn rất là đã luôn. Ô xin lỗi anh chị nha, 2 triệu nha. Em nhầm, 2 triệu nha, màu rất là đẹp luôn. Hôm nay thì được cái là bên cửa hàng nhập cái dòng Winner này về nhiều lắm anh chị. Tại vì mình không nghĩ ra được luôn là Winner nó có thời điểm rẻ đến như vậy luôn anh chị. Winner X á, bây giờ cực kỳ rẻ. Ngoài 30 một tí xíu nhỏ thôi là mình đã sở hữu được cái dòng Winner như thế này. Và bằng camera mình cực kỳ là thích cái màu này luôn nè. Đẹp thiệt anh chị, Winner X. Còn những cái dòng xe mà thường trong dịp cuối năm mọi người anh chị bà con mình hay quan tâm á, là những dòng xe tay ga với những dòng cao cấp á, thì bên kia cũng có đủ, ví dụ như thắt nữ này kia. Thì tí xíu mình sẽ nhờ hệ tư vấn nha. Giờ vô trong gặp ông Huệ cái đã. Rồi, rồi chào em. Chào tất cả mọi người. Rồi. Lại là thứ tư hàng tuần. Vẫn là lý do báo giá đều đặn cho khách hàng ha. Nay rồi. Thì em và anh Hố vẫn tiếp tục báo giá chi tiết những dòng xe trong cửa hàng cho mọi người. Cũng như là cập nhật cái tình hình thủ tục trả góp và những cái ưu đãi, quà tặng khi các bạn đến ủng hộ cửa hàng của Trôm nha. Rồi, ok em. Hôm nay chắc là anh em mình nói sơ qua cái địa chỉ cách thức trả góp thì rồi mình cập nhật nhanh giá ở cái dòng xe ngoài kia ha, cho nó cũng hơi nắng á. Hiện tại thì địa chỉ cửa hàng của em nằm ngay trên đường quốc lộ 13, ngã tư đèn xanh đèn đỏ Mỹ Phước 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào mà biết địa chỉ hoặc là muốn gửi cái định vị qua thì kết bạn Zalo với Trôm qua số điện thoại 0776 333 789, em sẽ gửi cái vị trí chính xác qua cho mọi người. Còn nếu mà mọi người mua trả góp này thì chỉ cần một căn cước công dân và chứng minh nhân dân là được rồi. Còn nếu mà bạn nào có thêm những cái giấy tờ, ví dụ như là bảo hiểm y tế, bằng lái xe, hoặc là sổ hộ khẩu, hoặc là bảng kê sau lương gì đấy, thì mọi người cứ mang thêm, em sẽ hỗ trợ cho mọi người với những cái gói lãi suất ưu đãi hơn nha. Dạ, yeah. Rồi ok, bây giờ chắc là mình sẽ đi ra ngoài mình cập nhật giá qua đó trước luôn đi Hoài ha. Hôm nay anh ấy là để ở cái hàng đầu tiên là cái chiếc Rim màu đỏ đó, nhìn rất là nổi luôn á em. Mình tư vấn cách trước cái dòng đó đi, các anh các chú là chuộng nó lắm á. Giá Rim hiện tại thì em vẫn để cho mọi người bằng mức giá nha. Rồi. Bằng mức giá với những tuần trước là 16 triệu đồng. Và cái giá này em chốt hóa đơn cho mọi người nha. Rim thì hiện tại em còn đủ màu luôn, màu xanh, màu đỏ, màu nho, và màu đen, màu bạc ạ. Đầy đủ luôn các bạn ơi. Rồi, 16 hàng này không phải là hàng chính hãng nha. Tại vì em thấy nhiều người vào hỏi á, cái hàng này là hàng liên doanh Việt rồi. Thái á, chứ không phải là hàng chính hãng Honda nha. Rồi anh em mình ở đây rất là rõ, nó là hàng liên danh thôi. Mà nó nhái y như 99% cái dòng Supreme của Honda vậy đó các bạn. Đến ở cái lốc là nó viết cái chữ y chang như là Honda luôn, 16 triệu đồng. Nếu mà đến cửa hàng mình còn bớt không Huệ? Dạ có, khách ở xa tới á, thì em có hỗ trợ khách 500 với 1 triệu đồng ạ. Rồi ok nha. Còn bên trong là cái dòng Future đó em. Rồi, Future hiện nay thì giá của nó vẫn là 33 tới 36 triệu ạ, tùy từng phiên bản nha. Nếu mà các bạn lấy màu sơn, đúng rồi, nếu mà các bạn lấy màu sơn thì thêm cho em 2 triệu đồng nữa ạ. Rồi, ok nha.
Bên trong thì anh thấy có Vision nè, em cũng báo luôn cho khách rồi, biết ha. Giá xe Vision hôm nay cũng dao động từ 32 triệu tới 35 triệu tùy từng phiên bản nha. Rồi. Nếu mà bạn nào mà muốn tự làm biển số á, thì em sẽ xuất hóa đơn cho mọi người giá này luôn. Còn nếu mà bạn nào muốn bên em làm biển số cho mọi người không có thời gian về quê á, thì liên hệ qua số điện thoại Zalo của em nhá. Em sẽ báo giá cái chính xác cái phí biển số tùy từng khu vực cho mọi người ạ. Rồi, ok nha. Cái tiêu chuẩn chắc là 32 phải không em? Dạ đúng rồi, tiêu chuẩn là 32. Như con này 32 nè. Còn cao cấp thì bao nhiêu? Cao cấp như cái màu đỏ đó. Ừ, cao cấp là 33. 33. Đặc biệt là 35. Rồi. Còn cá tính? Quên, đặc biệt là 34, còn cá tính là 35 ạ. À, cá tính là 35. Cá tính là hai con các bạn đang theo dõi trên màn hình đó nha. Rồi mình đổ về bên đây. Winner X bản V3 rồi, đường đua HRC. Winner X cũng quá trời nổi luôn. Ở trong kia em có cả màu sơn 3D nữa kìa. Màu rất chi là đẹp. Giá hiện tại Winner X như thế nào rồi? Winner X thì hôm nay giá của nó chỉ dao động từ 32 triệu tới 35 triệu tùy từng phiên bản. 32 triệu là đối với bản CBS. Rồi. Còn 35 triệu là đối với bản ABS ạ. Rồi, như cụ thể con này là 35 triệu này ha. Dạ đúng rồi. Đó, mình thấy là nhiều nơi họ vẫn còn bán là 38, 39 triệu. Thì mình thấy cái giá này cũng hơi cao nha. Còn đây là 35 là cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Anh em là quan tâm thì liên hệ với cửa hàng nha, 35 triệu. Với lại nếu mọi người mà thích Winner X này thì mọi người lấy Winner X, bên em sẽ hỗ trợ tặng điện thoại A04S cho mọi người nhé. Wow. Tức là mình mua xe Winner X sẽ có điện thoại mang về luôn. Là mình mua chiếc xe này mình có cơ hội trúng hay là chắc chắn là sẽ trúng chắc em? Chắc chắn là sẽ có. Là mua chiếc xe này là có luôn cái điện thoại luôn. Dạ đúng rồi. Chắc chắn trúng chứ không phải là có cơ hội nữa. Dạ đúng rồi. Ngon lành nha. Nhưng mà mua từ thời điểm hiện tại tới ngày 21 tháng 1 thôi nha. Ok. 21 tháng 1 năm 2023 ạ. Vậy là coi như tròn 21 ngày nữa đó các bạn. Tại nay là cuối tháng rồi. Hôm nay mình quay thì up vào chiều tối thì có thể là tròn 21 ngày nữa. 3 tuần nữa ha. Rồi 35 triệu cho ABS, còn thắng thường là 32. Là cả hai bản, bản nào cũng được hay là chỉ có bản A mới được em? Dạ, tất cả các bản thuộc Winner X V3 anh. Là được hết. Dạ, cứ V3 là được ạ. Rồi ok nha, quá đã luôn. Camera ơi, tính chuyện đi. Mà tháng 21 ngày vậy anh? Tháng sau mới tháng 12 mà. Em nói hồi camera anh mua giờ á, ghiền màu này lắm nè. Mà nghe đâu em nói là có điện thoại nữa là nghe có lý rồi. Ok nha anh em ha, 35 triệu. Dạ. Còn chiếc xe nó quá ngon như thế này luôn mà anh em mình còn được thêm một cái điện thoại nữa. Anh em chơi thì mình thật sự là cũng hiện không tại, còn cách nào để nói Honda nữa. Hiện tại hỗ trợ mọi người rất chi là nhiều. Rồi. Nên là anh chị em nào mà mê á thì nên sắm liền đi ạ. Rồi, thôi anh em mình lỡ nắng rồi mình chịu nắng luôn quay bên. Không, mình vô trong chắc không nắng đâu ha. Quay luôn bên đây đi. Hơn. Rồi. Rồi, đây. Ở đây là những cái dòng thuộc nhà Suzuki này, Bandit, Bandit này, GSX này, rồi GZ. Hôm nay em thấy có chiếc GZ. Bandit thì hiện tại là 57 triệu này. 57 triệu. Dạ, GSX là 53 triệu. 53 giá triệu. Giá em báo là có xuất hóa đơn cho mọi người rồi nha. Rồi. Để VAT. Ok. Đây, đối với bản Suzuki GZ, giá hiện tại là 74 triệu đồng ạ. 74 triệu dạ, nha anh rồi. Em. 74. Rồi. Đây, các chú thì rất chi là mê dòng này. Dịp cuối năm của mỗi khi thì mình thường hay thấy là anh chị bà con mình hay quan tâm những cái dòng tay ga cao cấp. Như trong cái dịp Tết thì không biết hôm nay mọi người còn cái nhu cầu này hay không. Vậy bây giờ ngoài báo giá luôn giùm anh, bây giờ mới thắc mắc. Dạ, đối với những cái dòng xe SH hạng sang này này thì giá của em nó dao động từ 81 triệu đồng. 81. Tới 92 triệu đồng đối với phiên bản SH 125. Rồi. Còn nếu mà mọi người lấy sang cái dòng 150 thì giá của em nó là 95 triệu đồng tới 115 triệu. Rồi, 95 và 115. Dạ. Còn đây là SH nữ nha các bạn. Dạ. Dòng SH nữ này thì giá của em nó dao động từ 60 triệu tới 70 triệu tùy từng phiên bản nha. 60 triệu là phiên bản thấp nhất. Còn rồi. 70 triệu là phiên bản cao cấp nhất. Rồi. 60 triệu là dành cho phiên bản thắng thường đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn ABS thì anh thấy là cũng nhiều bản này, không biết là ví dụ như hai con này con nào 70 hay là đồng giá 70 dạ, hết. Dạ cái này là 70 này. Cái này là đặc biệt này. Đó là ABS, con này cũng dạ. ABS thì bao nhiêu? ABS cái bản này chỉ có 65 triệu thôi ạ. Wow, con kia trên nhau 5 triệu luôn. Ngoài ra thì em có mẫu SH đời 2023 ạ. À đây. Đây phiên bản đặc biệt SH đời 2023. Cái chiếc nhìn này bên là 73 triệu ạ. Nó khác nhau chỗ nào ta? Anh thấy chỉ có khác dạ, mỗi cái gì à? Cái dè đúng rồi. Cái dè của cái này là màu đen, còn cái này màu bạc. Cái này bóng, còn cái này nhám ạ. Đúng rồi, đúng rồi, khác biệt ngay chỗ đó anh em ha. Còn ra mẫu mã này còn như nhau hết. Chỉ dạ. Ngắn màu sơn một tí, điểm nhỏ mà.
Ví dụ như ở Tháp Nữ này bây giờ mình mua trả góp là số tiền tối thiểu nếu mà được góp bên mình là bao nhiêu? Tại vì giá đó cũng hạ nhiệt rồi nên là giá hiện tại các bạn mua SH nữ chỉ cần trả trước 10 triệu là được rồi. 10 triệu? Dạ. Bình thường thì phải trả trước 15 lần nhưng mà hiện tại giá hạ rồi nên là chỉ cần trả trước 10 triệu là được ạ. Đúng rồi, nhớ mỗi kia là 15 lần. Dạ. Này là 10 triệu thôi nha anh em mình ha. Rất là ngon lành rồi. Đây là dùng ly cho các chị em phụ nữ nè. Dạ. Honda Ly. Xe này thì có 3 mức giá là 40, 41 và 42 nha. Rồi. 40 đối với bản tiêu chuẩn này, 41 đối với cao cấp và 42 đối với bác đặc biệt là có hai màu xám và đen nhám nha. Rồi, ok nha anh em ha. Mình qua đây là tới cái dòng Arujo, ủa không, Latte. Dạ, Latte bản giới hạn màu xám. Cái này vẫn là 39 triệu này. Còn tiếp đến là Future màu sơn 3D cộng thêm em 2 triệu. Và những cái bản Pop Z gốc của nhà GPX. Rồi. Ba con đấy em đồng giá cho mọi người là 35 triệu luôn ạ. Đồng giá hết nha. Anh em nào thích cái mẫu mà độc lạ Tết nay mà đi lượn phố thì có thể lựa chọn con này nha. Mình chạy mấy xe kia thì bình thường lắm, mình chạy mấy xe này là có cái điểm nhấn riêng các bạn. 35 triệu đồng. Đến cửa hàng mình còn hỗ trợ thêm phần nào không em? Dạ có chứ, ngay từ đầu em đã nói rồi, nếu mà mọi người tới cửa hàng có liên hệ trước với em hoặc là đặt lịch qua Zalo của em hoặc là tới cửa hàng có nói là có xem ngố và liên hệ với Châu thì mọi người sẽ được giảm giá, ví dụ như khu vực gần em sẽ giảm cho mọi người 500. Còn nếu mà mọi người ở khu vực xa chẳng hạn thì em sẽ giảm cho mọi người 1 triệu đồng luôn nha. Rồi ok ha, xưa nay là Future luôn ha. Future thì vẫn là 30... Dạ, 33 tới 36 ạ. 33 và 36. Màu sơn thì thêm cho em 2 triệu đồng nha. Hoặc là những cái con xe nào mà có độ baga, độ khóa thông minh hoặc là phuộc, mâm thì mọi người thêm cái chi phí đấy cho em nhá. Nhưng mà yên tâm đi, những cái đấy, món đấy thì em sẽ giảm giá cho mọi người 50% nha. Rồi, 33 và 36 thì cái này là chỉ phân biệt là cái phiên bản bánh mâm và bánh căm thôi đúng không? Dạ. Còn những màu sơn thì các bạn là quen thuộc rồi. Bên dưới vẫn là Future luôn nha. Lướt qua để bà con mình theo dõi những cái màu sơn cái đi. Với là ba cái chiếc mô tô ha, rồi mình trở lên cái dòng Vario cho mọi người luôn. Đó. Rồi, Ducati hôm nay bên em cũng về thêm màu này. Ducati hiện tại giá của nó là 24 triệu nha. 24. Bạn nào mà muốn tự làm biển số thì em xuất hóa đơn cho mọi người. Còn nếu mà mọi người muốn bên cửa hàng làm thì cung cấp cái địa chỉ chính xác cụ thể. Em rồi sẽ báo giá cho mọi người ạ. Đây, những cái dòng Vario cho các bạn anh em đây. Vario thì cho anh hỏi cái bản mà đời 2020, đầu 2022 á. Dạ. Giá nó như thế nào? Vario đời 2022 thì sẽ có hai mức giá là 47 và 49 nha. 47 triệu đối với phiên bản không có công tắc. Còn 49 triệu đối với bản có công tắc ạ. Còn những cái mẫu 2022 này nè, anh em mình gọi là 2023 này, ví dụ như hai con này là bao nhiêu em? Rồi 2023 cũng có hai mức giá là 49 và 51 ạ. 49 đối với khóa thường và 51 đối với khóa thông minh. Ok. Còn các bạn mà lấy màu sơn 3D, ví dụ như sơn ít thì thêm cho em 2 triệu, còn nếu mà sơn nhiều, sơn cả dàn mũ trong nữa thì thêm cho em 2 triệu rưỡi nha. Rồi. Ở đây thì hai con này là 49 rồi đúng không? Dạ. Tại vì cái phần bên đây mình thấy nó trống lơ trống lóc luôn, với lại anh em mà nhìn quen thì sẽ biết màu nào là của bản tiêu chuẩn thôi. Đó, thì 49. Còn nếu anh em mà có cái bản mà chức năng daily top dừng 3 giây tắt máy á, nó sẽ là 51. Cái dòng hai cái bản Vario này trả góp là bao nhiêu được em? Dạ, đối với dòng Vario này thì mọi người đưa trước cho em là từ 5 triệu đồng trở lên 5 là triệu. Mọi người có thể nhận xe về rồi. Rồi. Còn nếu mà muốn có cải bản gốc thì mọi người trả từ 40% trở lên ạ. Rồi. Còn đây là Vario 160. Dạ. Vario 160 cũng có hai mức giá là từ 53 đến 58 nhá. Rồi. 53 đối với bản CVS và 58 đối với ABS ạ. Rồi. Bây giờ anh hỏi riêng em, nếu như mà giữa ba bản Vario, anh không nói 150 trong đây nha. 150 thì bây giờ nói chung là cũng đã tạm dừng sản xuất rồi. Dạ. Cửa hàng mình là chỉ còn có xe thôi. Mình nói những xe đang phổ biến bây giờ là cái Vario mẫu đầu 2022 với mẫu mới nhất bây giờ mình kêu 2023 với 160 này. Em cảm giác em cân đo, em nếu mà em mua em lựa chọn bản nào? Đây, trước tiên là em sẽ xem cái hình dáng của mình hợp với xe nào. Ví dụ như em ngồi lên cái xe Vario 160 này thì người em nó sẽ bị bé, nó xe nó sẽ bị to quá và em điều khiển nó sẽ khó. Nên là bỏ qua Vario 160. Em chuyển sang một con là mẫu mới và một con là mẫu cũ. Nếu mà em thích chìa khóa thông minh thì tất nhiên là em sẽ chọn đời 2023. Đúng rồi. Hoặc là em thích mẫu cũ. Mẫu cũ thì nhìn em thấy nó mượt hơn, nó không bị thô. Thì em sẽ độ khóa lên chẳng hạn. Rồi. Mà chi phí của nó thì ví dụ như độ khóa 3 triệu này, xe là 49, 49 với 3 là 52. Rồi. Còn lấy cái này thì nó rẻ hơn được 1 triệu 51. Rồi. Ok, nói chung là bạn Huệ tư vấn, bạn Huệ phân tích rất là rõ ràng và ok. Nhưng mà Huệ chưa trả lời anh, em chọn con nào? Đã, đời cũ ạ. Đời cũ 2022. Và ôi vậy là em vẫn thích mẫu 2022 hơn mẫu 2023 đúng không?
Rồi còn nếu mà mình thì mình sẽ nhắm mắt mình chọn luôn mẫu 160 các bạn. Tướng mình thì hợp nó hơn thì chắc chắn là không nói rồi, nhưng mà chắc chắn là mình thấy cái giá hợp lý quá các bạn ơi. Giá cực kỳ hợp lý luôn, với lại sức mạnh của nó này chắc chắn là không phải bàn rồi. Rồi bây giờ mình qua đây tới dòng 150 nè, có con xe một thôi. Rồi 150 thì hôm nay em cũng chỉ còn một xe thôi từ trước đến giờ. Xe này thì hiện tại giá của em nó vẫn là 73 triệu nhá. 73 nha anh em. Dạ, vì nó không sản xuất nữa nên là giá của nó cũng hơi mắc. 73 triệu đồng. Nếu mà anh chị nào còn đam mê, còn yêu thích cái dòng xe này thì liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 0776 333 789 nha. Rồi ok nha. Còn đây là tất cả những cái màu sơn của dòng Vario 125 mẫu 2022 thì anh em mình cứ theo dõi thôi. Bên đây cuối cùng thì nó sẽ có Colette thì bây giờ nếu như mà ở bên Thái Lan người ta cũng sản xuất cái mẫu giống như Vario 160 rồi đó em. Dạ. Nên là anh em nào mà thích cái mẫu này rồi thì có thể là liên hệ về cửa hàng nha mọi người ha. Để còn được nhận cái mẫu này nha anh em. Colette hiện tại thì giá của em nó vẫn không thay đổi này. Giá của em nó vẫn dao động từ 74 triệu tới 94 triệu. Còn trả trước, trả góp á, thì các bạn trả từ 15 triệu đến 25 triệu là các bạn nhận xe rồi. Rồi, ok nha. Rồi giờ anh em mình đi tới đâu ta, chắc mình xuống bên dưới luôn ha. Dạ. Đi một vòng qua để anh em mình theo dõi cái màu sơn với lại cái xe có độ thêm cái nào không, chứ hồi trước là nãy giờ anh em mình đây báo hết giá rồi. Rồi ví dụ như cái này mẫu cũ này rồi 2022 thì BM sẽ có độ thêm mẫu khóa nhá. Các bạn thích khóa thông minh an toàn hơn thì BM có độ thêm. Rồi. Còn đây con đời 2023 nhìn cái mặt nạ nó to hơn, nó nhô hơn các bạn ạ. Rồi BM có thay mâm này, mâm 6 cây luôn này, độ mâm cho mọi người nha, có sơn mâm luôn ạ. Ngoài ra cửa hàng mình thấy là còn xuống luôn cả bánh căm nữa, không phải là đi dùng không đâu. Anh em mà thích nhỏ gọn mà thông thoáng hơn thì có thể lựa chọn mấy bạn bánh căm. Bên em thì nhiều màu lắm, cửa hàng đa số là những cái màu sơn. Này khuyên các bạn mình cứ đến trực tiếp tại cửa hàng nha, xem phê lắm. Còn trong camera nó không được đẹp đâu, tại máy mình máy cù bắp đó các bạn. Rồi như con này này, ngoài đẹp lắm. Bánh căm này anh. Đây. Đây. Nhìn rất chi là ngầu. Rồi ok nha, mình xuống dưới luôn. Dưới đây là Vision nhiều, như mọi anh em mà thường theo dõi chắc là biết rồi. Đây Vision em đầy đủ các bảng màu, trên bảng màu luôn. Rất dễ cho chị em lựa chọn này. Các bạn thích màu nào, hợp màu nào, hoặc là xem phong thủy hợp màu nào thì cứ liên hệ ngay cho em chụp cái màu đấy gửi qua cho mọi người. Tiêu chuẩn là 32 đúng không em? Dạ đúng rồi, Vision không. Giá của nó vẫn dao động từ 32 đến 35. Rồi. 32, 33, 34 và 35 nha. Giá rất dễ nhớ luôn. Dạ. Rồi ok. Còn những màu sơn thì mọi người cứ cộng thêm là 2 triệu đồng thôi. Dạ đúng rồi. Đây mình sẽ quay rộng về để anh em xem cả hai bên. Có một Vision màu vàng này đẹp lắm nè. Tết nhất đến nhà mà chạy chiếc này là phải nói là gia chủ cực kỳ thích nha. Đó, được được xài nhiều lắm nè. Mặt nạ em có độ những cái mặt nạ như này nhìn rất giống SH này. Đúng rồi. Mà được sơn cái kiểu dạng sơn bóng anh em. Sơn bóng á, vô bụi nha. Anh em mà lau sạch như thế này nè. Rồi phối hợp như thế này mình chạy mà trời tối đẹp lắm. Rất dễ chỉ là vệ sinh. Đúng rồi. Rồi ok nha. Rồi bị xịt mà súng bánh căm á anh em, đã không? Rồi, ngoài ra bên em có độ đèn luôn cho các mọi người nha. Mình được biết là cũng được một số nào đó anh em rất là thích Vision nha, chứ không phải riêng của chị em phụ nữ đâu. Nên là mấy cái mẫu mà súng bánh căm rồi độ như thế này mình thấy thích hợp với những anh em hơn á. Ok. Đó, độ luôn những cái mặt nạ rất đẹp. Và đây là mẫu Vespa sang trọng đây. Rồi, Vespa này, vẫn là hai em Vespa quen thuộc. Giá của em này là 77 và em bên này là 78 nha. Rồi, đưa trước cỡ tầm bao nhiêu là mình mua góp được con này vậy? Cỡ 15 triệu là được rồi anh ạ. 15 triệu là được nha. Rồi, chị em hay là anh em nào thích cái mẫu Vespa này rồi có thể liên hệ với bạn Huệ nha, bạn tư vấn cho mình cái cách thức trả góp này kia nó dễ dàng hơn. Có thể mình cảm thấy cái giá nó hơi cao mình ngại, nhưng thực chất mình cứ liên hệ đi. Mình biết được cái cách thức, nhiều khi mình còn biết đường để mình dành dụm chứ. Đó. Rồi. Lên trên kia luôn đúng không? Dạ. Ok. Mio M3. Dòng này là cực kỳ mạnh nha anh em, 125. Đây, đây là hai em Mio M3 này. Hiện tại hai mẫu này là mẫu đời 2022 nha. Và cửa hàng của Trôm đã có mẫu đời 2023 lên rồi. Wow. Mà hiện tại thì do cái diện tích nó hơi nhỏ hẹp nên là Trôm không có chân ở đây. Rồi. Bạn nào cần xem hoặc là cần tham khảo qua mẫu đời 2023 thì liên hệ ngay với Trôm. Tại vì Trôm thấy mẫu đời 2023 tem nó cũng đẹp hơn ý. Dạ. Giá hiện tại của em này này là 28 triệu đồng. 28. Dạ đúng rồi. Mọi rồi. Người mua góp thì không cần trả trước cũng được. Rồi.
Cái mẫu 2023 nó cũng giống như vậy, chỉ thay đổi tem thôi sao em? Dạ đúng rồi. À rồi, ok. Hầu như chỉ khác mỗi tem thôi anh ạ. Anh thấy bản này là cái tem nó quá đẹp như thế này rồi mà em còn nói với anh là 2023 còn đẹp hơn đúng nữa rồi, hả? 2023 còn đẹp hơn. Cái tò màu mò nó phối ok hơn anh. Ừ, nhìn rất là tò mò nha. Dạ. Anh em nào mà tò mò giống mình thì liên hệ với Huệ ha. Rồi. Còn bên cạnh đây là những cái mẫu xe Honda Beat nhập khẩu từ Indo, 36 triệu đồng. Ok nha anh em. Dạ. Bio Gear 35 triệu. 35 triệu đấy các bạn. Bio Gear thì em còn cả màu xanh ngọc nữa nhá. Ừ. Ngoài cái màu xanh dạ như này em còn màu xanh ngọc nữa. Này mấy cái gia đình mấy bạn trẻ đó đẹp lắm nè. Mình thấy mấy bạn và cái tầm lấy gia đình sớm 9x lớn hoặc là 2K đâu á, mà tướng nhỏ nhỏ con mét rưỡi, mét năm mấy là bạn nam mét 6, mét 6 mấy là cực kỳ đẹp luôn, nhỏ nhỏ con là bao phê luôn. Rồi, và đây là những cái dòng AB. AB 125 thì giá của em nó thấp nhất là 42 triệu đồng. Ừ. 42 triệu đối với bản tiêu chuẩn nha. Dạ. Giá này mẫu là Trung đã bao thuế VAT cho mọi người rồi ạ. Rồi, 42 triệu đồng nha anh em. Mẫu cũ Trung cũng có mà mẫu mới Trung cũng có nha. Bằng giá luôn hay sao em? Còn mẫu cũ. Mẫu cũ thì nó chênh nhau 2 triệu anh ạ. Mẫu cũ thì cao hơn 2 triệu. Rồi, ok. Mình lên trên nha các bạn ha, tới Janus đó là bên trên nè. Janus nha, mẫu mới nha các bạn ha. Màu bạc. Janus mẫu mới đó em, màu bạc nè. Đây, Janus thì hiện tại giá của em nó là 29 triệu đồng đối với khóa 29. Thường. Mọi người lấy khóa thông minh là 30 triệu nha. 30 triệu. Còn cái em mẫu cũ này là 32 triệu ạ. Còn có xe mọc thôi ha. Nè, mình còn mẫu mới không à. Đó, chị em phụ nữ nào mà thích kiểu dạng như máy móc mạnh mẽ có thể lựa chọn cái con này. Dạ, máy nó 125 được. Riêng cái dòng tay ga Janus này thì bên Trung cũng hỗ trợ mọi người là không cần trả trước. Ok. Không cần phải trả trước luôn nha các bạn. AB 160 nè em, bản bình thường nè. Dạ, AB 160 giá dao động từ 55 triệu tới 59 triệu đồng nha. Ok. 55 là đối với bản tiêu chuẩn, còn 59 là đối với bản đặc biệt. Rồi, bản giới hạn của 125 này ha. Con rồi. Bạn giới hạn cũng 125, 48 triệu đồng nhá. Màu nãy giờ các bạn tìm kiếm trên thị trường không có đâu, hiếm lắm. Có đó nhưng mà kiểu dạng mà rất là hiếm á, lâu lâu mới gặp á nha. Bên cạnh này là những cái màu sơn 3D của dòng AB. Màu xanh ngọc rất chi là đẹp, nổi. Và rồi, màu trắng tinh khôi. Rồi, ok. Bản 160 đặc biệt dạ thôi. Bản 160 lúc nãy Trung có báo cho mọi người là 59 triệu nha. Ừ. Hiện tại thì cái dòng AB 160 đặc biệt này theo Trung biết thì hầu như là nhiều cửa hàng đã không còn xe nha. Nhưng mà hiện tại bên Trung vẫn còn khoảng 5-6 chiếc nữa. Rồi. Nên là mọi người mà muốn mua hoặc là rủ bạn bè mua kèm theo thì cứ alo ngay cho Trung, tại vì không chỉ có một chiếc ở đây đâu. Rồi, bên kho của Trung vẫn đang còn nhiều chiếc lắm. Mà phải công nhận là bản màu xanh sơn đặc biệt đó rất là đẹp luôn các bạn nha. Cực kỳ sang trọng luôn, mình đi đám tiệc này kia là cực kỳ đẹp luôn. Rồi đây. Còn bản AB 125 đặc biệt. Đen đặc biệt 47 triệu đồng. Rồi ok. 47 nha. Các bạn thường có 42 thôi. Số thì em sẽ xuất hóa đơn cho mọi người nha. Ừ. Còn 150 em. Đây, 150 đối với bản tiêu chuẩn 55 triệu ạ. Ok nha, 55 triệu nha anh em ha. 150 thì không còn sản xuất nữa nhưng mà hiện tại em vẫn còn một xe nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ lên tới đâu đây? Mình dạ, sẽ quay cùng tay đây đúng không? Dạ. Ok. Đây. Mình lên phía trên lầu thì thường hồi đó là chỉ là sân chơi cho con tay thôi. Hôm nay là Vision nhiều lắm nè. Nay Vision lấn sân sang cả trên những dòng tay cô luôn này. Đây Vision thì đỏ, xanh, tím. Đây đa số mình thấy là 33 triệu hết này đúng không? Chỉ có màu trắng 32 thôi. Màu trắng 32, màu đỏ 33. Chị em phụ nữ ơi, nó Vision đỡ chưa nè. Đây 32 và 33. Nếu như các anh chị em phụ nữ nào mà mình thích xài khóa thông minh á, khóa mắt cây, khóa remote á, lựa chọn màu đỏ này nè. Còn nếu không biết xài hoặc là mình muốn tiết kiệm hơn phần nào, mình muốn đơn giản như các cô á, thì lựa chọn màu trắng mình thấy thích hợp hơn. Còn nếu màu trắng anh em mà thích màu trắng mà muốn lại mắt cây thì cửa hàng hỗ trợ cho mình là độ lên luôn rồi ha. Rồi. Dạ. Rồi, sang cái dòng ẹc này. Ẹc thì bên em vẫn đầy đủ các phiên bản luôn nha. Ừ. Em 150 và 155. Em 150 thì giá của em nó dao động từ 43 triệu đồng okay tới 47 triệu đồng này. Đây, con trong cùng kia là 47 triệu nha. Đúng rồi, bản màu giới hạn đó anh em. Dạ đúng rồi. Rồi, còn mấy cái màu RC của 155 bao nhiêu em? Dạ, 155 thì giá của em nó cũng dao động từ 44 triệu tới 48 triệu này. Ừ, 44 rồi triệu là bản tiêu chuẩn, còn 48 triệu là bản giới hạn này. Ừ. Giới hạn này mình có 48 thôi dạ, ha. Dạ đúng rồi, 48 triệu. 155 giới hạn 48 thôi, xanh GB chắc cũng 48 em. Xanh GB này bản đặc biệt anh. Ờ. Bản đặc biệt rẻ hơn 1 triệu 47 ha. Dạ. Hai màu này 47 nè các bạn.
Còn đây MX King, MX King 49 triệu. Ok, 49. Còn câu winner như thế này thôi các bạn, mình nhìn nó là chỉ có 33 hay 32 luôn ta? 33 chứ. 33 32 luôn à. 32. À 32. 32 với 35. Rồi, ok, giá quá đã luôn. Màu trắng đẹp ghê anh em ơi. Rất đẹp luôn. 32 triệu đồng. Tiếc là nhiều người thích màu trắng nhưng mà muốn phanh CVS á thì chắc nếu lấy CVS mà muốn màu trắng thì chắc chỉ có sơn lại. Đúng rồi. ABS đúng không? Dạ. Tại vì màu trắng riêng nó đã là CBS rồi. Dạ. Ừ. Ví dụ giống anh á, anh thích màu trắng nhưng mà lại thích ABS. Không thì ví dụ như mà em mà sơn cái con màu 3D màu ABS thì em đổi tài áo qua cho mọi người cũng được. À rồi, có lý đó anh em ha. Cái này cứ liên hệ với bọn Huệ nha, mình trao đổi tư vấn có cái thức nào nó ok không ha. Dạ. Đây vẫn 47. Là phiên bản M150, cái này là 47 này. Còn cái này là 43. 43 thôi. Ok. Đây, mình quay sơ màu sơn cho anh em mình theo dõi ha. Rồi, những cái màu 3D thì mọi người yên tâm đi, bên tôi vẫn bảo hành cho mọi người là 3 năm về màu sơn. Rồi. Những cái màu sơn nào mà bị bong chóc, tự nó bong chóc ra á thì các bạn cứ mang tới cửa hàng, chụp ảnh gửi qua Zalo cho tôi sẽ sơn lại hoàn toàn mới cho mọi người này, sẽ bảo hành cho mọi người luôn nha. Hoặc là những cái màu sơn zin tôm cũng bảo hành cho mọi người luôn. Ok. Dạ, tất cả đều 3 năm. Nãy giờ anh em mình thấy là xem những cái bản V3 nhiều rồi, bây giờ là đây là những cái bản V2 của anh em đây. Dạ. Thẳng thường giờ ABS thì như thế nào đây? Rồi, V2 thì giá của em nó cũng dao động đồng giá với V3 luôn là 32-35 nha. Ok. Màu sơn thì thêm cho em 2 triệu đồng. Nhưng mà V2 thì mình không được tặng điện thoại đúng không? Dạ đúng rồi, V2 thì hiện tại chưa có chương trình tặng điện thoại. Rồi. Chỉ có V3 thôi. Còn bản kỷ niệm 60 năm là 49 em? Dạ đúng rồi, 49 triệu. 49 nha bà con ha. Rồi, độ mâm đồ đồ cho anh em đầy đủ luôn. Độ mâm này ha, đầy đủ hết. Bản V3 như thế này 35 triệu, được luôn cái điện thoại, quá ngon luôn trời ơi. Đã thiệt sự. Đây, nãy giờ các bạn chưa thấy con WinX V3 màu đen đúng không? Đúng rồi, em vẫn đây. Còn nha, đen vàng đồng. Đây, một cái màu đen huyền thoại đây anh em ha. Rồi, các bạn mà thích phối thêm màu hay là muốn sơn màu theo ý thích thì cũng liên hệ với cửa hàng nha anh em nha. Giá cũng chỉ là 2 triệu đồng giống như mỗi khi thôi. Nhưng mà được cái là anh chị em nào mà muốn độ kiễng lên như thế này này, độ bên ngoài như thế này này thì em sẽ hỗ trợ mọi người nha. Đây, bánh mâm bài lao nè, phục ô liền, nhức chân, CNC, bao tay, cung tay lên hết rồi. Nó tay cung tay thắng nè, rồi lên luôn cái chống trộm remote cho anh em luôn nè. Rồi bên trôm thì có hỗ trợ ship xe luôn nha. Ví dụ rồi. Như ví dụ các anh chị ở miền Tây này hoặc là miền Bắc mà thích cái con xe độ như thế này này, cứ liên hệ với em sẽ hỗ trợ ship xe cho mọi người nha. Rồi, ok, có ship xe luôn, nên là anh em ở xa cứ yên tâm nha. Ví dụ như ở xa miền Tây, miền Trung, miền Bắc gì đó, nói chung là cái khu vực mình cảm thấy cái giá nó cao hơn hay là không có những cái màu mình yêu thích thì cũng liên hệ cửa hàng, cửa hàng có hỗ trợ ship luôn. Mặc dù là xe mới nhưng vẫn hỗ trợ ship đầy đủ cho anh em yên tâm ha. Rồi, GTR anh em, có con này em báo luôn giùm anh cái đi. Dạ, GTR thì còn một xe này nhưng mà hiện tại em vẫn còn màu, hôm qua em vừa mới về màu đỏ đen, màu jean ấy. À, màu jean đỏ đen. Dạ, giá của em nó hiện tại là 55 triệu. 55 triệu ha, ok nha, giá quá tốt. Đây, luôn. Còn em này hình như em thấy em mới về hay sao ấy. Đúng rồi, hình như mỗi khi màu sơn 3D ấy anh. Ừ, đẹp quá trời nè. Em này mới lên ạ. Anh em xem thực tế đi, phê hơn bên trong hình. Mâm bạc luôn này ha. Hầu như là mọi người nhìn mắt thực tế ở bên ngoài nó khác trong điện thoại lắm. Đúng nhiều rồi. Khi em nhìn trong điện thoại em chụp hình này sao so với bên ngoài em nhìn nó khác một trời một vực luôn. Rồi, phía trên anh em, ở đây thì những cái bản vision cá tính thì mình lướt qua anh em cái đi mình quay trên. Thì ở đây đồng giá với nhau là 35 triệu ha, là hai cái màu cá tính. Còn đây hai màu trắng là 32, màu đỏ là 33. Màu đỏ được cái là khóa thông minh, còn màu trắng thì khóa thường thôi. Bên trên thì cặp quay đợt X nè. Bản RSX, RSX này. RSX thì cũng có 3 giá luôn nha mọi người. Ok. 23, 24 và 25 nha. 23 đối với căm đùm, 24 đối với căm đĩa và 25 đối với bánh mâm nha. 23 là anh em con này, 24 là con này. Con này có cánh đĩa nè anh em thấy không? Đó, chỉ vậy anh em dễ hiểu, còn mâm đĩa trên chút mình quay cho 25. Còn đây future màu riêng. Future vẫn là 33 tới 36. 33 và 36 nha anh em mình ha. Thì cho cái phiên bản bánh căm là 33, còn bánh mâm là 36. Còn có cái dòng Jupiter Fin, đây là bản thường nè, thì giá như thế nào em? Dạ, Jupiter Fin này, bản thường thì là 29 triệu. Còn nếu mà các bạn lấy cái bản màu nâu, bản đặc biệt á, thì nó là 31 triệu nha. Chênh nhau 2 triệu đồng. Quay bờ LED nữa nè. Quay bờ LED nữa nè em.
Rồi, Way Black này, Way Black cũng có 3 giá luôn, 19, 20 và 21 ạ. Rồi, ok nha anh em. Cứ và đặc biệt nha, các bạn mua xe Way Black các bạn sẽ được tặng thẻ cào điện thoại 600k. Ok, chắc chắn là có luôn đúng không? Dạ đúng rồi, chắc chắn là có luôn. Chứ không phải là có cơ hội nha. Dạ. Yên tâm với cái vấn đề này nha anh em. Ủa, mua Way Black, mua Way Black và Way Alpha. Ủa, con gì đây? Sẽ được tặng thẻ cào. Anh thắc mắc con này nè. Xe nhập hả? Xe này xe nhập anh ạ. Wow, nhìn y chang quay đợi tiết Việt Nam luôn anh em ơi. Wow, có lý nha, sơn trần nữa anh em, nhìn thể thao cực kỳ. Con này thì có cả màu đỏ với màu đen đỏ nữa. Còn đây là màu xanh đen. Nhìn sơn nó làm kiểu dạng trần cực kỳ đẹp luôn. Con này thì hiện tại sếp em vẫn chưa cập nhật giá. Chưa giá đúng không? Nên là bạn nào muốn biết giá chi tiết này thì liên hệ ngay với em qua số điện thoại 0776 333 789 nha. Cái này là con quay RS anh em, nhưng mà thị trường của nước nào đây? Màu đỏ luôn này. À, của Indo nha. Của Indo nha anh em ơi, xe nhập Indo. Ở bên đó nước bạn nhìn thể thao cực kỳ. Sơn trần bánh mâm nè, đó. Nó là quay RS Việt Nam đó anh em, nhưng mà sang thị trường bên kia thì nó sẽ có cái tên là Revo FI. FITE gì nữa nè. Đó. Đây là xe nhập nguyên con nha anh em ơi. Giá thì anh em muốn thì liên hệ với Chào Bạn Hoài nha. Còn Sirius FI em. Rồi, Sirius FI cũng sẽ có 3 mức giá cho mọi người này. 225, 235 và 245 nha. Rồi, ok. Đây, còn đây là cái con bản bánh mầm thắng đĩa này là 25 là đúng dạ, không ta? Dạ đúng rồi, 25 triệu. Đây, quay đầu tiếp Việt Nam của mình nè. Còn con nãy là phần xe nhập á. Việt Nam mình thì kín đáo lắm, còn bên kia họ hở hang quá anh em ha. Đó, hầu tên. Như là nó giống y chang anh nhỉ? Đúng rồi em, nó khác nhau cái mặt nạ với là bên hông tí. Nói chung cũng có khác em, nhưng mà mỗi chi tiết có khác miếng miếng là mình khó nhìn ra tí á, chứ có khác cũng nhiều á. Rồi. Rồi, xuống đây lại là những cái mẫu xe 50, quen thuộc, Classic và Way 50. Rồi. 19 triệu này, cái này okay. Là 13 triệu, okay. Còn mẫu bên trong là 14 triệu nha. 14 triệu là xanh, cho vàng sữa và 50. Màu đỏ ạ. Rồi, Sirius thì bao nhiêu em ạ? Rồi, còn những cái em Sirius thường này, RC. Thì hiện tại giá của em nó là 19, 20 và 21. 19, 20 và 21 dạ. Anh em. Ví dụ như con 20 nè. Dạ đúng rồi, con 20 cầm đĩa này. 20 hết, 19 này đúng không? 19 này, đúng rồi. 19. Rồi, ok. Còn bánh mâm là màu vàng. Đúng rồi, bánh mâm là 21. Bánh mâm là con màu vàng trong đó nè, vàng đen nè. Con vàng riêng đó chứ không phải con vàng vàng sơn nha. Đó, con này nè. Rồi, quen pha nha. Rồi, quen pha này. Quen pha thì hiện tại những cái mẫu màu như này, màu xanh, màu đỏ, màu trắng này rồi. Thì bên em bán với mức giá là 19 triệu 500. 19 triệu 500. Còn nếu mà bạn nào lấy màu đen đặc biệt là cái bản mất tiền hơn thì đây. Nó là 20 triệu 500. Đây, con này. Ok nha. Dạ đúng rồi. Màu đen nhám đặc biệt 20 triệu 500. Rồi. Mẫu đời 2023 luôn nha các bạn. Mẫu mới á. Mới nhất luôn. Nhớ nha, mua Way Alpha được tặng thẻ cào 600k. Rồi, còn mấy chiếc cúp dưới nè, cúp là dạ. Ai nè. Cúp Victoria 15 triệu ạ. Còn hai con cúp hai bên là em báo là nhiêu dạ, 19 triệu cúp Classic. Ok, giờ mình xuống dưới nha. Toàn bộ xe trong cửa hàng này em hỗ trợ trả góp hết nha. Ừ. Rồi, đây là mấy cái chiếc xe sang chảnh đẹp luôn. ATX 150 ABS bản đặc biệt. Rồi, như mọi người đang thấy này, bản thể thao 123 triệu đồng. 123. Còn cái bản mà bình thường nhưng mà 150 ABS này em báo như 115 hay 116? 115 ạ. 15. Còn này là tới 123. Dạ đúng rồi, 123 triệu. Chạy con này đang cấp hẳn luôn ha, nhìn rất đẹp. Rồi bên đây hai con y chang rồi anh em ơi. Mình xuống cái này luôn nha anh. Ừ rồi. Mắt nữ nè, cái bản này nãy hội báo là như 70 nè anh em. 70 nè. Đây một em SH màu bạc mới toàn. Ủa con 350 đâu mất tiêu rồi. Di chuyển nó đi rồi hả? Rồi con sơn bạc bóng anh em. Dạ. Rất chi là đẹp này, sơn bóng rất chi là sạch luôn nha. Ừ. Màu bóng đó. Thì mình dễ vệ sinh lắm anh em. Dễ vệ sinh lắm. Ví dụ mình có cái mèo nhỏ màu bóng mà anh em lỡ xước á, dễ xử lý hơn màu nhám cực kỳ luôn. Mình bóng rồi. Thì xe sạch cái là nhìn nó bóng ngáo rồi, đã ghê luôn trời. Đây sông nít đây. Đây là một dàn SH luôn này. Ừ. Đầy đủ các màu sắc luôn nha. Rồi. Còn bên em vẫn còn WinX nha mọi người, Sonic nha mọi người. Rồi. Sonic đây là màu sơn ban đêm màu vàng này. Rồi màu jean, màu trắng đỏ, màu đỏ hoặc là màu đen, mâm đỏ thì bên em vẫn có đầy đủ nha. Rồi. Rồi, màu bạc này. Sonic thì giá của nó hiện tại dao động từ 64 triệu đồng tới 67 triệu đồng. Tùy từng phiên bản, ví dụ như phiên bản rẻ tiền nhất màu đen chẳng hạn. Đen mâm đỏ thì là 64 triệu.
Còn đắt nhất là phiên bản Gen Sinh trắng đỏ 67 triệu đồng. Còn thác nhiều quá trời, các bạn vừa lướt qua là những cái mẫu SH. Nó thác rất là nhiều nha. Anh chị cô chú nào mà Tết này muốn trả thác đi dạo phố thì liên hệ cửa hàng sớm ha. Lấy về để phục vụ mọi người mua sắm vào dịp Tết. Mặc dù Honda mình thấy là giá xe giảm nhiều lắm, ở thác mình không thấy giảm. Biết đâu Tết này nó lại lên đúng chừng. Không giảm thôi, có SH cũng giảm. Đúng rồi, ở thác Nam là không có giảm. Nên là bởi vậy anh chị nào quan tâm thì có thể mua sớm nha. Thường mình thấy mỗi năm là thường ở thác có lên giá chứ không có năm nào mà xuống giá hết. Không biết năm nay có điều gì thay đổi không thì mình chưa biết. Nhưng mà giống như mỗi năm thì đều lên giá thôi, mình nên tranh thủ sớm đi anh em nha. Với lại kịp ra tên biển số đi chơi nó có lý hơn nữa. Rồi, Grande. Còn đây, Grande. Ừ, Grande. Mẫu limited bản giới hạn luôn nha. 48 triệu đồng ạ. Ừ, 48. Rồi, mình vô đây là những cái dòng Rider Sate nha, vô đây kìm ra. Đây, những cái dòng xe Tycoon. Dành cho những bạn nào mà người thon thon một tí. Trời, em báo giá từng bảng luôn giùm anh cái nha. Rồi, giá của Rider hiện tại là 48 triệu đồng. Còn nếu mà các bạn lấy sang cái dòng Satia thì nó có hai loại. Một loại là 52 triệu và một loại là 55 triệu nha. 52 đối với bản chính hãng, còn 55 đối với bản nhập khẩu tư nhân. Ngoài ra những cái màu sơn bên trôm này thì các bạn cộng thêm bên trôm, ví dụ như cái màu sơn mà không sơn bánh, bánh zin nha, chỉ sơn là áo thôi thì các bạn cộng thêm cho trôm 2 triệu. Rồi. Còn nếu mà sơn bánh nữa thì thêm cho trôm 8-5 nghìn nữa nha. Ngoài ra cái việc sơn là có vô bánh, vô mâm. Ví dụ như ở trên đây, mình sẽ quay phía trên cho anh em theo dõi nè. Rider thì đưa trước cho em 3 triệu là được rồi. Còn nếu mà các bạn lấy size chia thì trả trước cho em từ 5 triệu nha. Ừ, đây anh em, cho anh em xem những cái mẫu mã của nó này ha. Rất là đẹp luôn. Mấy cái xe này mình vẫn hỗ trợ ship được mà đúng không em? Dạ đúng rồi, em có ship toàn quốc nên là mọi người yên tâm ạ. Ok, anh em ở khu vực phía tỉnh miền Tây này kia có thể thích nhưng mà làm biến lên đó, có thể liên hệ với cửa hàng ship về tận nhà cho mình luôn. Hầu như là em thấy khách kêu là dưới chỗ em là nhiều dòng xe hơn. Còn những cái cửa hàng khác là họ chỉ đặc thù về một số dòng xe thôi. Đúng còn rồi. Ví dụ như có những cái dòng xe, ví dụ như Bandit là một số nơi cũng không có luôn. Đúng rồi. Dạ. Đây. Đây mình có cái bản GBX Demon GN. Món này hiện tại cũng chỉ có 43 triệu thôi. Ồ, 43 dành cho những cái bạn nữ nào hoặc là bạn nam nào mà có chiều cao khiêm tốn này. Và các bạn đam mê đi phượt, đam mê dòng Tycoon thì các bạn có thể lấy sang cái dòng này. Dòng này của GBX nhập khẩu Thái Lan này. Chiều cao yên thì khá chi là thấp mà phân phối mạnh nha, phân phối 150. Đúng rồi. Mà giá em thấy rất chi là ok ạ. Rồi. Dòng TFX phải nói là một cái mẫu xe đó lúc mà thị trường nó ra năm 2016 anh em cực kỳ hot luôn, 15-16 thì hot lắm. Bạn nào mà đam mê mẫu cũ, đam mê cái đồ cổ đẹp quá trời luôn thì liên hệ với em ngay. Cái mẫu này 63 triệu đồng. 63 nha anh em ha. Mà phải nói là con này bây giờ có thể là anh em nhìn nhiều nó quen lắm thì chất là nó đẹp lắm nha anh em. Cái đầu đèn y chư là thằng em Z1000 vậy đó. Bên rồi. Đây là GD. GD thì theo thông báo em vừa nhận được thì xe GD không còn sản xuất nữa. Nên là các chú và các anh nào mà muốn sắm cái xe này này về tặng bố chẳng hạn, hoặc là mua để đi dạo cà phê, đi uống cà phê đi lòng vòng trong khu vực của mình á, thì rồi. Nên chọn những cái mẫu xe này và liên hệ ngay với em sớm. Tại vì số lượng em chỉ còn vài chiếc thôi, không còn nhiều. Mà xe thì không sản xuất nữa. Nên là giá của nó hiện tại nếu các bạn mua tự làm biển số, em xuất hóa đơn cho mọi người là 38 triệu đồng. 38 triệu. 38 triệu. Xe giờ lên và không sản xuất nữa. Ok nha. Đó, 34 năm, 35 năm không mua bây giờ ngưng sản xuất chi. Thấy không? Bởi vì các anh mình phải lên tranh thủ nè, phải biết nắm bắt cơ hội nè. Đó, 38 rồi, triệu. Rồi, và Dream vẫn là màu Dream, màu xanh nha, màu xanh ngọc rất chi là nhẹ nhàng. Đây anh em. Đủ màu cho anh em luôn nha, còn nhiều màu lắm. Nhưng phải nói là còn đỏ, đỏ nãy mình thấy rồi, màu đen nè, rồi màu nâu nữa. Có đầy đủ hết, 16 triệu đúng không ạ? Dạ đúng rồi, 16 triệu đồng. 16. Rồi, Sonic là 60. Đây, Sonic 64. Như con này 64 em báo lúc nãy nè, 64 triệu. Xong mà tính thêm nha. Rồi, con này ánh tím rất đẹp rồi, nha anh em. Rồi, Vision ánh tím. Quá hot trend. Đây anh em nha, ánh tím. Rồi, mình lên trên là còn một cái hàng mô tô cho anh em đây. Dạ. Đầu tiên là con CBR. CBR này, 72 triệu đồng. Mua góp các bạn trả trước cho em là khoảng 15 triệu trở lên là các bạn lấy được xe rồi. Rồi, ok. Và riêng cái dòng CBR này thì tướng của bạn nào khoảng tầm từ 1m65 trở lên là các bạn chạy quá thì là ok luôn. Nhưng mà em 1m60 là em có thể ngồi vừa rồi.
là nếu mà để mà cân đối á, thì từ 1m65 trở lên là các bạn chạy sẽ ok hơn ạ. Rồi ok nha các bạn. Rồi bên đây là dòng R15 thì bên em vừa có màu sơn vừa có màu jean luôn này. Như con này là sơn 3D màu xám rất là đẹp nha. Có hỗ trợ độ xi nhan vào cho mọi người luôn, xi nhan trước này, xi nhan sau. Rồi hoặc là mọi người có thể gắn thêm chống đổ này, hoặc là cái chống trộm gì đấy cũng được, em hỗ trợ mọi người. Giá của R15 hiện tại ạ, nếu mà các bạn lấy màu jean thì em xuất hóa đơn cho mọi người 60 triệu đồng. 60. Còn nếu mà những cái màu 3D như này thì thêm cho em 3 triệu nữa nha. Là rồi, 63 okay, triệu nha anh em. Mua xe R15 đưa trước cho em khoảng tầm từ 13 triệu trở lên là mọi người có xe. Rồi. Còn đây là dòng Legend 150 dạ. FE nha anh em ha. Rồi, dòng Legend này em còn màu bạc và màu đen. Giá của em nói hiện tại là 57 triệu nha. 57 triệu. Rồi, MT15. Dạ, tiếp đến là MT15, 65 triệu đồng. Ok. Như con này là màu sơn 3D này. Các bạn thêm cho em 2 triệu là 67. Còn nếu mà màu jean thì hiện tại em còn màu xanh, xanh đen. Rồi, XSR nha. XSR một cái dòng xe cổ điển nhìn rất là đẹp luôn em. XSR hôm nay em để cho mọi người với giá cũng cực kỳ ưu đãi nha. XSR ngoài những cái màu mọi người thấy này này thì em vẫn còn màu xanh dương và màu xanh dạ. Giá của em nó hiện tại là 73 triệu. Đối 77 triệu, đúng rồi, 73 đối với bản màu xám bạc, màu xanh dương, màu xanh dạ. Còn 77 đối với bản màu đen. Rồi, ok. Đây là có một chiếc Kawasaki W175 phân khối nè các bạn chị. Dạ, Kawasaki 63 triệu đồng. Nếu mà bạn nào, anh chị nào thiện chí mua ấy, thiện chí hốt em này cho em thì liên hệ với em, có khả năng là em còn bớt được nữa cho mọi người. Rồi, ok nha. Bên đây dòng R15 thì hồi nãy báo là cứ là 60 triệu thôi, còn nếu anh em dạ, sơn màu thì còn 3 ạ. triệu. Rồi, bên đây dòng GTX bản R nha anh em. Thì mình nhìn thì có thể là nó nhỏ gọn, dòng R15 chút xíu thích hợp cho những anh em mà thấp hơn chút, nhưng mà sức mạnh thì mình nói là vượt trội hơn R15 nha anh em ha. Đúng rồi. Cuối cùng là bản GSX-R 63 triệu đồng. Mua góp đưa trước cho em 7 triệu là các bạn nhận xe. Rồi ok, 63 triệu nha bà con ha. Rồi giờ chắc anh em mình đứng đây luôn, em chia sẻ lại giùm anh về trả góp địa chỉ với lại những ưu đãi khi mà khách hàng gặp mình ha. Rồi cuối video thì em cũng sẽ tổng kết lại những cái gì mà cần thiết, những cái gì mà ngắn gọn cho mọi người để mọi người cùng nắm được này. Đối với mọi người mà muốn mua xe trả góp thì liên hệ với em qua số điện thoại 0776 333 789. Ngoài ra thì mọi người cầm theo cái hồ sơ là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Nếu anh chị nào mà đi làm công ty có thẻ bảo hiểm y tế, hoặc là mọi người thi bằng lái rồi, hoặc là sổ hộ khẩu vẫn còn, hoặc là bảng kê sau lương gì đấy, thì mọi người cứ cầm theo lên, em sẽ hỗ trợ mọi người được nhiều ngân hàng. Có khi là ngân hàng họ duyệt hồ sơ sẽ dễ hơn, dễ đậu hơn, có khi là đậu thẳng luôn. Còn nếu mà mọi người muốn lấy cả Việt gốc thì mọi người trả cho em từ 40% giá trị chiếc xe trở lên là mọi người sở hữu được cả Việt gốc đi đường rồi nha. Còn mọi người ở xa tới liên hệ với em hoặc đặt lịch với em, hoặc là có nói là xem kênh Ngố này, có gặp Trôm, thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người là từ 500.000 đồng đối với các bạn khu vực ở gần, còn 1 triệu đồng đối với các bạn ở khu vực xa xa xa. Còn nếu mà mọi người quan tâm đến những cái chương trình ưu đãi trong cửa hàng thì hiện tại các bạn mua xe Vision, Wayanfa, Waverless thì mọi người sẽ được tặng thẻ cào 600k, cái này là chắc chắn có tặng luôn. Còn nếu mà mọi người mua WinX, mọi người sẽ được tặng điện thoại A01S đối với dòng WinX V3. Hoặc là mọi người mua dòng xe SH này, Vision, WinX vẫn có cơ hội trúng thêm một chiếc Honda Vision nữa nha. Còn địa chỉ cửa hàng của em thì vẫn nằm trên đường quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Biết thêm cái vị trí cụ thể, chi tiết hơn thì cái bạn Zalo cho em qua số điện thoại 0776 333 789. Em sẽ gửi cái vị trí cụ thể và chi tiết nhất qua đấy cho mọi người ạ. Rồi, ok em. Đó, thì bạn Hoài cũng chia sẻ với nó là mình thấy là rất là đầy đủ những cái thông tin bên anh Thành Phát rồi. Nhưng mà nếu anh em có phát sinh thêm những cái thắc mắc nào nữa thì hãy liên hệ vào cửa hàng nha. Anh em có thể là mình gọi nhấc máy lên, gọi trực tiếp luôn là 0776 333 789. Hoặc là anh em mình muốn xem màu, hay là mình muốn về tư vấn một cái vấn đề giấy tờ hay là độ màu sơn như thế nào, thì mình có thể kết bạn Zalo cũng qua cái số điện thoại này luôn. Ok nha. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình xin phép và tạm dừng video. Xin chào mọi người nha, hẹn mọi người video lần sau nha.